chính thức khai trương tại Hà Nội. Bose trang thi tọa lạc tại mặt đường của con phố sầm uất ngay tại trung tâm của thủ đô. Đây chắc chắn sẽ là điểm đến yêu thích của các tín đồ công nghệ nói chung và âm thanh chất lượng cao nói riêng. Bose Store là tên gọi chung của các cửa hàng do Bose hợp tác cùng các nhà phân phối uy tín và có thâm niên trong lĩnh vực công nghệ âm thanh với số lượng giới hạn, được lựa chọn kỹ càng nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về vị trí, diện tích, thiết kế và dịch vụ, đảm bảo mang đến trải nghiệm hoàn thiện và tốt nhất cho khách hàng. Với diện tích lên đến 100 m2, Bose A còng Tràng Thi hiện là Bose store lớn nhất tại Việt Nam. Đây cũng là cửa hàng nằm trên mặt đường đầu tiên tại Hà Nội có vị trí đắc địa ngay trên trục giao thông huyết mạch tại khu vực trung tâm. Tất cả những yếu tố đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng khi đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Toàn bộ các sản phẩm được phân chia theo công năng cụ thể và sắp xếp khoa học theo từng khu vực riêng biệt, như mô hình giải trí tại gia với hệ thống loa Bose Live 650 nổi tiếng về tính thẩm mỹ và chất lượng âm thanh tuyệt hảo được bố trí trong một căn phòng khách đáng ao ước mà bạn nên đến trải nghiệm thử một lần trước khi quyết định đầu tư cho căn phòng khách nhà mình. Hay như những bộ loa thanh tối tân Bose Soundbar 700 và Bose Soundbar 500 với kích thước nhỏ gọn, kết nối dễ dàng nhưng có thể tạo ra âm thanh surround như những hệ thống loa 5.1 thực thụ. Những hệ thống này còn hỗ trợ trợ lý ảo Google Assistant, Amazon Alexa, kết nối Apple AirPlay, Bluetooth và Wi-Fi giúp phát nhạc trực tiếp không dây kết nối với những loa khác của Bose để tạo ra trải nghiệm âm thanh đa vùng cho căn nhà bạn khi cần. Ở đây cũng trưng bày những dòng sản phẩm danh tiếng khác của Bose như loa di động sao linh Revolve trên Revolve cộng với âm thanh 360 o loa micro nhỏ gọn chống nước, tai nghe chống ổn biểu tượng qc 35 ee tai nghe không dây sao spot, cả những chiếc loa stereo như Bose 301, loa môi trường chịu được thời tiết chuyên dùng ngoài trời như Bose 251, 151, FGEESPACE51. Ngoài việc trưng bày đa dạng các dòng sản phẩm hiện có, đây cũng sẽ là địa chỉ cập nhật những sản phẩm mới nhanh nhất, đầy đủ nhất. Đi đôi với việc trưng bày sản phẩm, đội ngũ bán hàng với nhiều chuyên viên đã có hơn 20 năm dạn dày kinh nghiệm, được huấn luyện chuyên sâu và am hiểu sản phẩm sẽ luôn sẵn sàng đưa ra những lời tư vấn thiết thực và hữu ích giúp người mua dễ dàng lựa chọn được những thiết bị phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng. Ông Christian Rojas, đại diện của Bose tại khu vực Đông Nam Á phát biểu tại buổi lễ khai trương Bose A Cổng Tràng Thi là Bose Store lớn nhất trong số 4 Bose Store chúng tôi đã có tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Như các bạn thấy, với vị trí ngay mặt đường tại khu trung tâm thành phố, với việc trưng bày sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn toàn cầu của Bose, cùng với nhiệt huyết của đối tác của chúng tôi, công ty Techland, tôi tin tưởng đây sẽ là nơi mang đến cho tất cả các khách hàng những trải nghiệm tốt nhất đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ngoài việc trải nghiệm đa dạng các sản phẩm, khi đến tham quan và mua sắm tại Bose A còng tràng thi trong thời gian khai trương từ ngày 7-13 tháng 6, 2019, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi và khuyến mãi nhân dịp khai trương. Chi tiết khách hàng có thể tham khảo tại fanpage của Bose và Techland hoặc trực tiếp tại cửa hàng. Đồng thời, trong thời gian này, Bose cũng sẽ trưng bày dòng kính mát nghe nhạc Bose Frames và tai nghe Bose QC35 II phiên bản giới hạn màu vàng hồng đã được giới thiệu tại Mỹ và dự kiến sớm lên kệ tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2019. Bose là một tập đoàn tư nhân nổi tiếng trên toàn thế giới về tinh thần không ngừng sáng tạo khát vọng hướng đến sự hoàn hảo và luôn cam kết mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng